Cảm ơn quý vị đã đón theo dõi chương trình Hòa nhập phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay để cập nhật thông tin diễn ra tại các địa phương trong tỉnh. Tâm điểm của chương trình hôm nay là: Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng kiểm tra công tác văn thư lưu trữ tại huyện Đất Đỏ. Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bà Rịa tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2018. Các trường Trung học phổ thông Châu Đức chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Mở đầu chương trình như thường lệ là phần thông tin địa phương. Trước tiên là những thông tin ghi nhận tại huyện Đất Đỏ. Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng do ông Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác văn thư lưu trữ của Văn phòng huyện ủy Đất Đỏ. Báo cáo với đoàn kiểm tra Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng huyện ủy Đất Đỏ cho biết, thời gian qua huyện Đất Đỏ đã ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ văn thư lưu trữ. Các văn bản đến đi đều được lưu trữ đúng quy trình, đảm bảo an toàn tài liệu của huyện ủy. Qua khảo sát thực tế, ông Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực huyện ủy Đất Đỏ trong công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ huyện ủy. Tuy nhiên, để làm tốt hơn nữa công tác này trong thời gian tới, ông Bùi Văn Thạch đề nghị huyện ủy Đất Đỏ cần bổ sung thêm biên chế đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ đúng chuyên ngành, khắc phục việc mã hóa các văn bản đi đến, đồng thời chú trọng việc theo dõi trạng thái xử lý văn bản trên hệ thống phần mềm văn bản. Trước đó, đoàn kiểm tra Văn phòng Trung ương Đảng đã đến viếng đặt vòng hoa và thắp hương tại đền thờ và nhà lưu niệm Võ Thị Sáu. Xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Thời gian qua, huyện Đất Đỏ ban hành các cơ chế chính sách phù hợp để thu hút doanh nghiệp đầu tư. Huyện ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng, tôn tạo các di tích trên địa bàn huyện. Trên địa bàn huyện Đất Đỏ hiện có 22 dự án du lịch với tổng diện tích gần 700 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 8.306 tỷ đồng và 25 triệu đô la Mỹ. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy du lịch phát triển, môi trường du lịch huyện Đất Đỏ từng bước được cải thiện, tạo được dấu ấn với du khách. Năm 2017, các khu du lịch đón và phục vụ gần 299.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tổng doanh thu đạt gần 66,7 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm 2016. Riêng 2 tháng đầu năm 2018, toàn huyện đã đón và phục vụ hơn 20.000 lượt khách. Nhằm tạo cơ hội việc làm, tăng thu nhập cho người lao động tại khu vực nông thôn, năm 2018, huyện Đất Đỏ sẽ đào tạo nghề cho 145 lao động nông thôn, gồm 105 lao động nông nghiệp, 40 lao động phi nông nghiệp. Ngoài ra, huyện phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 1.800 lao động. Để đạt mục tiêu giảm nghèo tại khu vực nông thôn, năm nay huyện Đất Đỏ sẽ tổ chức các buổi tư vấn về cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh và huyện tới từng tổ dân cư, từng gia đình. Trong đó, huyện tập trung tư vấn cho các đối tượng trong độ tuổi lao động, bộ đội xuất ngũ và các hộ gia đình chưa có việc làm, thu nhập không ổn định. Huyện triển khai các mô hình phát triển kinh tế gia đình, khuyến khích chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất cao. Song song đó, huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt hiệu quả cao. Tính đến hết quý 1 năm 2018, huyện Đất Đỏ đã giải quyết việc làm mới cho hơn 500 lao động. Chuyển sang những thông tin ghi nhận trên địa bàn thành phố Bà Rịa. Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 3, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bà Rịa tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi trong lực lượng vũ trang thành phố Bà Rịa năm 2018 với sự tham dự của 11 thí sinh là chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự các phường xã trên địa bàn thành phố. Tham gia cuộc thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi trong lực lượng vũ trang thành phố Bà Rịa, các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm thực hành bài giảng, soạn bài giảng trình chiếu theo đề tài và thi kiến thức. Ở phần thi thực hành bài giảng và soạn bài giảng trình chiếu theo đề tài, thí sinh chọn một nội dung trong đề cương bài giảng đã chuẩn bị theo chỉ định của ban giám khảo. Ở phần thi hiểu biết, các thí sinh thi trắc nghiệm nội dung xoay quanh nghị quyết đại hội đảng các cấp, các văn bản nghị quyết, chỉ thị của đảng, nhà nước, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về công tác quân sự, quốc phòng trong tình hình mới, tình hình Biển Đông, tình hình thời sự thế giới, khu vực. Ban tổ chức sẽ trao một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba và trao giấy chứng nhận cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cho những thí sinh đạt điểm cao tại hội thi. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Bà Rịa đang mở lớp tập huấn kiến thức về soạn thảo văn bản, lập và giao nhận hồ sơ, quản lý và sử dụng con dấu.
Tham gia lớp tập huấn có 130 học viên là cán bộ văn thư lưu trữ của các chi đảng bộ, cán bộ văn phòng Ủy ban nhân dân các xã phường, mặt trận các đoàn thể trường học, ban chỉ huy quân sự, công an các xã phường. Trong 2 ngày tham gia lớp tập huấn, cán bộ văn thư lưu trữ các cấp của thành phố Bà Rịa được tập huấn phương pháp soạn thảo một số văn bản quản lý nhà nước phổ biến như quyết định, công văn hành chính, tờ trình, báo cáo kế hoạch, các quy định hướng dẫn liên quan đến quản lý văn bản đến văn bản đi, việc quản lý và sử dụng con cháu. Bên cạnh đó, các học viên được tập huấn nghiệp vụ lập và giao nộp hồ sơ gồm soạn thảo, ban hành danh mục hồ sơ, mở hồ sơ, thu thập cập nhật văn bản tài liệu vào hồ sơ, giao nộp tài liệu và lưu trữ hiện hành. Lớp tập huấn giúp cho công chức viên chức của các cơ quan đơn vị nắm vững những yêu cầu, thể thức, kỹ thuật trong việc soạn thảo văn bản, lưu trữ tài liệu, từ đó góp phần đưa việc soạn thảo văn bản hành chính, lập hồ sơ và công tác lưu trữ của cơ quan đơn vị đi vào nề nếp, thống nhất theo đúng quy định. Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa tổ chức ký kết liên tịch công tác phòng chống dịch bệnh năm 2018 giữa Trung tâm Y tế thành phố với Thành đoàn Bà Rịa, Phòng Giáo dục thành phố và Ủy ban nhân dân các phường xã. Theo đó, để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh năm 2018, các bên sẽ phối hợp đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, vận động người dân tham gia đầy đủ, có hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch bệnh. Các đơn vị tham gia ký kết liên tịch công tác phòng chống dịch bệnh năm 2018 của thành phố Bà Rịa sẽ hỗ trợ nhau trong công tác giám sát nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời, khống chế không để dịch bệnh truyền nhiễm mới xâm nhập, không để xảy ra trường hợp tử vong. Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật và cảnh báo về tình hình dịch bệnh, tập huấn chuyên môn phòng chống dịch cho các đơn vị cùng phối hợp. Ủy ban nhân dân các phường xã có trách nhiệm triển khai đầy đủ, có hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại địa phương, kiểm tra giám sát hoạt động phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng. Thành đoàn Bà Rịa huy động lực lượng tham gia các chiến dịch truyền thông phòng chống dịch bệnh. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa chỉ đạo các trường học tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vận động phụ huynh học sinh cùng tham gia công tác phòng chống dịch bệnh. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội làm vườn thành phố Bà Rịa đã mở nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăm sóc cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn hội viên phát triển kinh tế vườn ao chuồng, giúp nhiều hội viên thoát nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình. Trong nhiệm kỳ 2, giai đoạn 2018-2023, Hội sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế gia đình. Thông tin này được Hội làm vườn thành phố Bà Rịa đưa ra tại đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2018-2023 vừa tổ chức. Trong nhiệm kỳ 1 giai đoạn 2013-2017, Hội làm vườn thành phố Bà Rịa đã mở 26 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăm sóc các loại cây trồng, vật nuôi cho 910 học viên, hỗ trợ 1.000 lít thuốc diệt tuyến trùng cho nông dân trồng tiêu, cung cấp trên 500 đầu sách, tài liệu khoa học kỹ thuật cây trồng, vật nuôi cho nông dân các xã phường. Ngoài ra, hội còn cung cấp thiết bị vật tư cây giống cho 3 hộ tham gia mô hình trồng lan dendrobium, hoa mai và bonsai linh sam, tổ chức cho hơn 400 lượt hội viên tham quan các mô hình kinh tế có hiệu quả ở các huyện Tân Thành, Xuyên Mộc. Tại đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2018-2023, Hội làm vườn thành phố Bà Rịa trao giấy khen cho một tập thể và 6 cá nhân có thành tích nổi bật trong phát triển kinh tế và phong trào xây dựng nông thôn mới nhiệm kỳ qua. Những thông tin ghi nhận tại huyện Long Điền sẽ chuyển đến quý vị ngay sau đây. Huyện ủy Long Điền vừa tổ chức hội nghị thông tin tình hình thời sự quý 1 năm 2018 cho các cán bộ chủ chốt của huyện. Qua những thông tin được truyền đạt, cán bộ chủ chốt của huyện nắm rõ hơn về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, từ đó nâng cao nhận thức chính trị, có định hướng đúng đắn trong việc thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Thạc sĩ Hà Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Công tác Sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin đến cán bộ chủ chốt huyện Long Điền một số sự kiện nổi bật trong nước cũng như thế giới và khu vực trong quý 1 năm 2018 gồm kết quả bầu cử Tổng thống Nga, hoạt động đối ngoại của một số nước lớn trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, diễn biến quan hệ giữa các nước lớn và tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Cán bộ chủ chốt huyện còn được thông tin tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong năm 2017 và quý 1 năm 2018, thông tin về dự báo tình hình và những tác động của thế giới đối với Việt Nam trong thời gian tới. Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi là một trong ba phong trào lớn của các cấp hội nông dân.
Để thực hiện hiệu quả phong trào này, 5 năm qua, Hội Nông dân huyện Long Điền đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân nỗ lực vượt khó, phát huy tính sáng tạo, mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình sản xuất chăn nuôi để nâng cao thu nhập. Từ năm 2013 đến nay, huyện Long Điền có 6.000 hộ nông dân đăng ký các danh hiệu thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Để hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện xây dựng 3 mô hình kinh tế hợp tác xã, 2 mô hình tổ hợp tác, giúp cho gần 3.500 hội viên vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số tiền gần 65 tỷ đồng. Hội Nông dân huyện hỗ trợ nông dân lập 18 dự án sản xuất nông nghiệp với số tiền vay ưu đãi trên 14 tỷ đồng. Từ phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi do Hội Nông dân phát động, trên địa bàn huyện Long Điền xuất hiện hàng trăm mô hình làm kinh tế có hiệu quả cao như mô hình lúa năng suất chất lượng cao, mô hình trồng lúa theo hướng Việt Gáp, mô hình nuôi gà thả vườn, mô hình nuôi lươn không bùn. Huyện đoàn Long Điền vừa phối hợp với Trung tâm Hướng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp cho gần 150 học sinh khối 12 của trường Trung học phổ thông Trần Văn Quang với chủ đề sẵn sàng để hội nhập kỷ nguyên số. Tham gia buổi tư vấn hướng nghiệp do huyện đoàn Long Điền tổ chức, các em học sinh trường Trung học phổ thông Trần Văn Quang đã đặt nhiều câu hỏi cho ban tư vấn Trung tâm Hướng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh về định hướng chọn ngành, chọn trường, chọn nghề phù hợp với năng lực sở trường, điều kiện kinh tế gia đình và cơ hội việc làm trong tương lai. Qua sự tư vấn của Trung tâm Hướng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, các em học sinh của trường có cái nhìn tổng quan hơn về sự đa dạng của ngành học, môi trường đào tạo của các trường cao đẳng đại học và trường nghề. Đây là lần thứ 3 huyện đoàn Long Điền phối hợp với Trung tâm Hướng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn huyện, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin tuyển sinh, chọn ngành và chọn nghề của các em học sinh địa phương. Thông tin trên địa bàn huyện Châu Đức sẽ tiếp nối phần thông tin địa phương hôm nay. Năm học 2017-2018 đang bước vào tháng cuối cùng. Vào thời điểm này, hầu hết các trường trung học phổ thông đều đã cơ bản hoàn tất chương trình học lớp 12. Căn cứ vào bộ đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đề thi thử của Sở Giáo dục Đào tạo, đến thời điểm này, các trường đã hoàn tất các chuyên đề ôn luyện cho học sinh của mình. Ghi nhận sau thực hiện tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Châu Đức. Một điểm mới của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 là có thêm phần nội dung kiến thức lớp 11. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cấu trúc đề thi sẽ gồm 70% kiến thức lớp 12, chỉ 30% là nội dung kiến thức lớp 11. Thêm phần kiến thức lớp 11 ở cả 6 môn thi là áp lực không nhỏ cho các em học sinh và công tác ôn tập của các thầy cô. Vì vậy, công tác ôn tập đã được các nhà trường thực hiện ngay từ đầu năm với những điều chỉnh phù hợp nhằm đảm bảo học sinh nắm vững nội dung kiến thức ở cả chương trình lớp 11 và lớp 12. Ngay từ đầu năm học 2017-2018, Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức đã cho các em học sinh lớp 12 đăng ký khối thi và môn thi tổ hợp. Trên cơ sở đó, nhà trường sắp xếp phân loại học sinh vào các lớp ôn tập phù hợp với khối thi mà các em đăng ký. Song song đó, nhà trường bố trí giáo viên có kinh nghiệm ôn thi giảng dạy. Vào buổi sáng, học sinh sẽ học chương trình chính khóa lớp 12. Vào buổi chiều, trường bố trí 3 buổi cho các em ôn tập, hệ thống lại kiến thức và luyện giải các dạng đề, trong đó có lồng ghép ôn tập kiến thức lớp 11. Giáo viên phải rà soát lại chương trình, rồi vừa dạy vừa ôn tập theo kiểu mà cuốn chiếu để cho các em vừa tiếp cận với là ôn lại cái chương trình lớp 11 và chương trình lớp 12 để các em có thể là nắm bắt và làm bài thi cho rất là tốt. Chính vì điều đó mà trong tổ văn đã thống nhất rằng là ngoài cái vấn đề là ôn tập ra thì soạn đề cương rồi là tạo những cái tư liệu cho học sinh để và ra những cái đề thi thử để cho học trò là có một cái sự cọ sát với đề. Em đã xác định trước thi khối B phải là học thật là chắc thì mới có thể thi khối B tốt được. Và song song với việc em ôn ở nhà thì thầy cô trên trường á, buổi chiều vẫn tổ chức học thêm ở trên trường, thì buổi chiều thầy cô có ôn lại kiến thức lớp 11 cho tụi em, đồng thời thì đọc thêm sách và thầy cô sẽ gói gọn những kiến thức cơ bản nào mà có trong cái đề của môn quốc gia, thầy cô sẽ gom lại những kiến thức cơ bản nhất cho tụi em và em sẽ ôn song song với lớp 12 và lớp 11 với nhau.
Năm học 2017-2018, trường Trung học phổ thông Trần Phú, xã Kim Long có 367 học sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Để đảm bảo học sinh nắm vững kiến thức, đảm bảo chỉ tiêu trên 97% học sinh đậu tốt nghiệp như năm học trước, nhà trường đã tiến hành phân hóa khối thi và năng lực học sinh ngay từ đầu năm để xây dựng chương trình ôn tập phù hợp. Đồng thời, căn cứ vào kết quả kỳ thi thử vừa qua, với tỷ lệ học sinh đạt kết quả trên trung bình chỉ khoảng 50%, Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Trần Phú điều chỉnh nội dung ôn tập và hình thức ôn tập như tăng cường ôn tập, củng cố lại kiến thức cho học sinh theo chương trình sách giáo khoa. Ngay từ đầu năm học, thì đã hướng dẫn cho giáo viên chủ nhiệm là phân loại học sinh. Và trong cái phần ôn tập, thì trong kế hoạch của giáo viên có thêm một phần chương trình của lớp 11 để củng cố kiến thức đầu năm cho các em học sinh khối 12. Về cái chương trình lớp 12 thì cơ bản là khoảng là gần cuối tháng 4 thì các em sẽ hoàn thành về chương trình và cho các em là một lần là thi thử theo cái hướng dẫn của Sở Giáo dục vào tháng 4 để kiểm tra kiến thức và đồng thời qua đó giáo viên phân tích và củng cố lại những cái kiến thức thiếu sót của học sinh để chuẩn bị tốt hơn cho cái thi Trung học phổ thông quốc gia năm học 2018. Em thi khối A1 toán lý Anh nên em sẽ tập trung ôn vào ba môn chính đó. Và cái kế hoạch của em là em sẽ ôn nhiều vào phần 12, sau đó khoảng thời gian cuối em sẽ tập trung ôn lại 11 và làm giải đề. Trên địa bàn huyện Châu Đức có 5 trường trung học phổ thông với gần 1.800 học sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Đến nay các trường đã cơ bản hoàn tất chương trình chính khóa lớp 12. Sau khi các em học sinh hoàn tất thi học kỳ 2, các nhà trường bước vào giai đoạn ôn thi nước rút, dự kiến vào cuối tháng 4. Khép lại phần thông tin địa phương hôm nay là ghi nhận từ huyện Xuyên Mộc. Thưa quý vị, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Xuyên Mộc vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018. Trong ngày giao quân vừa qua, huyện Xuyên Mộc đã hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp trên giao là 241 thanh niên cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Năm 2018, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được cấp ủy chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự và các ban ngành đoàn thể các cấp của huyện Xuyên Mộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đúng luật nghĩa vụ quân sự, luật công an nhân dân. Từng nội dung công việc cụ thể đều có kế hoạch và được quán triệt đến từng tổ chức cá nhân có liên quan, tạo sự thống nhất cao, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Tại hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018, Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc đã khen thưởng cho nhiều tập thể cá nhân và hộ gia đình có thành tích trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những vùng địa đầu mà cư dân Việt sớm dừng chân trên hành trình mở cõi phương Nam. Nhiều dấu tích về văn hóa, tín ngưỡng, công trình kiến trúc, minh chứng điều này giờ vẫn còn tại Bà Rịa Vũng Tàu, trong đó có dấu tích từ những ngôi chùa cổ. Ở ấp Phước Trinh, xã Tam Phước, huyện Long Điền, một ngôi chùa cổ mang tên Sắc Tứ Vạn An được lưu truyền, tên chùa lấy từ sắc phong của chú Nguyễn ban cho chùa vào năm Vĩnh Thịnh thứ 6, 1710. Đây là những gì còn sót lại và ghi dấu về sự tồn tại của một ngôi chùa. Nền chùa rộng khoảng 600 m². Vài đoạn phòng bao, móng công trình bằng đá vôi còn nguyên, miệng giếng nước. Sự tồn tại về ngôi chùa còn lưu truyền qua câu chuyện. Trong một lần hành quân ngang qua địa phương, chúa Nguyễn Phước Châu tá túc tại chùa. Ghi nhớ công ơn của chùa và dân làng đã bảo bọc mình, trở về triều đình, chúa Nguyễn Phước Châu ban Sắc Tứ Vạn An cho chùa vào tháng 7 năm Vĩnh Thịnh thứ 6, tức năm 1710. Theo như ông bà xưa kể lại, như vậy vào những cái năm nào đó thì tôi không biết. Nhưng mà có một cái hồi thời vua Gia Long có đi đánh giặc ở đâu á, về mới ghé vô trong cái chùa này. Đã vô đây được ăn một bữa cơm chay và ngủ tại đây. Thì ông mới về từ đâu đó, ông mới gỡ về ông một cái sắc tứ, cái sắc gọi là Sắc Tứ Vạn An tự, sắc phong tại đây. Khi mà ông đi, ông tới đây rồi,
thì ông hứa lại với bà con ở đây á, là ông sẽ đi về, rồi sau khi ông được phục quốc rồi ông sẽ phong cái chùa này. Thì ông làm y như là hứa của ông. Sau này á, là chùa Di Dời là có cái lý, là vì ở đằng sau này có cái giếng, nhưng mà cái giếng đó nó bị phèn nhiều quá, phải mỗi một lần xuân kỳ thu lệ thì bà con phải đánh xe bò vô trong xóm á, chở nước ra đây. Rồi ông cụ bà xưa đó nói như vậy là cực quá, thôi bây giờ giái, giái rồi xin phong thổ gì đó, không biết đó, hồi xưa nó có thầy phong thổ, như vậy là về chỉ cái đất cái trong chùa bây giờ, để giờ cái ngôi chùa này về trong đó. Cũng theo nhiều bậc cao niên kể lại, chùa Sắc Tứ Vạn An từng bị cháy hai lần. Lần đầu vào năm Minh Mạng thứ 10, lần thứ hai bị quân Pháp đốt vào năm 1947. Cùng với sự tàn phá của chiến tranh, chùa đã phải di dời đến 6 lần. Năm 1995, chùa Sắc Tứ Vạn An được người dân ở ấp Phước Trinh, xã Tam An, huyện Long Điền xây dựng lại. Ở địa điểm cách nền đất được xác định là nền chùa thủa sơ khai khoảng 500 mét. Cũng do các biến cố theo thời gian, những sắc phong ban tặng của chú Nguyễn cho chùa nay chỉ còn lưu giữ được một đại hồng chung nặng 60 kg và một pho tượng Phật cao 5 tấc. Chùa này là qua hai thời kỳ kháng chiến, chống Pháp và chống Mỹ thì di dời nhiều chỗ lắm. Ở trong khu chiến khu có, rồi về ngoài đồng có, rồi về trên làng, như vậy tổng cộng cũng khoảng là 6-7 lần. Rồi tới năm 1995, dân làng cùng với bà con đã đồng tình với nhau, kẻ góp công người góp của để di dời chùa về hiện giờ cái chỗ đang tôi đang đứng đây. Bây giờ hiện tại bây giờ là những cái mà cổ xưa nhất là bây giờ hiện còn là cái đại hồng chung là một, hai nữa là cái ông hộ pháp khoảng 5 tấc và một cái chuông đồng. Cho nên đó là cái cổ xưa mà hiện tại là chùa đang lưu giữ. Chùa Sắc Tứ Vạn An hiện tại có kiến trúc cấp 4, có cổng khuôn viên, nhưng chỉ duy nhất một chánh điện, phía trước thờ Phật, phía sau là nơi sinh hoạt của tăng ni Phật tử. Hàng năm, chùa tổ chức các nghi lễ truyền thống của Phật giáo và các nghi lễ cổ truyền theo hệ pháp Bắc Tông Thuyết Pháp. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chùa Sắc Tứ Vạn An cũng là cơ sở cách mạng, nơi nuôi dấu lực lượng cách mạng. Chùa là nơi đặt bàn thờ hai cán bộ cách mạng địa phương Bùi Công Minh, Mạc Thanh Đạm, Bí thư và Phó Bí thư Huyện ủy Long Điền, trong chuyến công tác đã hy sinh vào ngày 17 tháng 11 năm 1947. Lưu giữ những dấu tích lịch sử vùng đất, những dấu tích một thời đấu tranh giành hòa bình độc lập của quân và dân địa phương, chùa Sắc Tứ Vạn An không đơn thuần chỉ là một nơi thờ tự tín ngưỡng của cư dân địa phương. Chùa cần được đầu tư bảo tồn một cách xứng tầm hơn trong hệ thống di tích tại Bà Rịa Vũng Tàu. Quý vị vừa theo dõi chương trình Hòa Nhịp Phát Triển. Những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế liên tục được chúng tôi cập nhật vào các khung giờ 14:50, 18:30 và 21:50 trong ngày. Rất mong đón nhận sự quan tâm theo dõi của quý vị.